đây là cái chòi hôm nay nhóm mình tổ chức nấu ăn ở ngoài công viên chung cư Vinhome Central Park. Đây là cá cờ nướng sa tế. Ở đây mình còn có thịt dải và tôm nữa nè. Hấp dẫn chưa? Một lát nữa sẽ nướng hết luôn. Thịt dải. Đây nè. Ngoài kia là khoảng mười mấy bố mẹ tụ tập. Bữa nay là ngày gần ngày cuối năm rồi nên là ăn tất niên một bữa. Gió mát quá. Đây là bên bờ sông nè. Đây là bạn của mình đang xiên que tôm. Đây. Cá sắp chín rồi nè, thơm quá. Hấp dẫn chưa? Tôm, thịt, cá đã chín rồi. Giờ mình sẽ ăn món cuốn trước nè, thịt luộc, bánh tráng, rau sống, nước mắm, cá nướng đây, có cả kim chi nữa. Có món gì ăn trước món đó? Trời ơi, vẫn còn nhiều quá.